現実性みたいな。Cuối cùng cũng vô được bo rồi. Nâng cấp vô chúng là chính mình mệt quá. Mới là hai thịt bò hết cả ớt.
Uống miếng nước ở đây. Có dẫn thanh bắn đâu trước cho nên thế này anh em à, hy sinh bây giờ quan sát thử đối thủ là sao. Tiền quá đồ quá trời luôn. Bây giờ mình thoát ra mình làm trận mới đi. Ba thằng người còn chết lum giờ lại này. Trang phục của mình đẹp không, quá đẹp luôn. Nhìn như bộ đồ dạ hội
4 rồi mà chưa được vô đâu. Đâu quá vậy. Chờ xíu nhanh lên. Sao cái trận này lâu quá vậy? Ok, vô. Lấy cam chọn này. Giang Hồ nhìn áo quá anh em. Follow số 1, mình đặt follow số 1. Follow số 1 để được nhảy. Lắm tiền. UV90 còn không xài UV90 là xài cây chúng ta xây thích bắn cây rất to hơn tại vì đạn nó ra nhanh quá. Bóp rồi bắt đầu. Ok, mình nói rồi có 15 tiền, ước gì có 15 tiền, 20 tiền. Bây giờ lấy RKS. Này vô lô rồi. Rất đầu xịn. Alo nghe. Đấy thì này kính này nó còn bắn xài không? Siêu thị. Siêu thị thì máy xanh. Lâu đã, lắm lâu đã.
16 đô. 16 đô. Giáp cấp 2. Mình trang bị này vô. Mình đánh giáp luôn. Áo giáp luôn. Boss anh đang là 97 mét. Mình chạy qua bển mình tầm sát. Chắc có tiền nữa. Tiền ba mươi tiền 36 tiền ghép ba hoặc 4. Nãy giờ mất cái tập 3 rồi. Đây có cái siêu thị này. Có trên đường kia. Xong đó mình tính rồi. Xong đó mình tính tới siêu thị. Quyền R. Chạy qua siêu thị mua đồ thì có tiền giao nha. Sẽ từ đâu rồi.
nói vô. Ủa em ơi, đâu rồi? Thank you.
33 tỷ. Xe nào ra nè mà cái súng bắn cái tặng đó là bạn này. Ôi một tiền cái gì không đ
trong những cái nào quen cho em. Đáp tiếng xe chạy nó cười ghê. Úi giời ơi gì ba thằng nó chở vậy.
vô cho cây nấp anh. Mà lượm được ba người à, ba giờ còn quên luôn anh em ơi. Lên máy bay đi thôi. Rồi số 4 em hạng 99 nó nhảy lên đầu. Trời ơi, chắc đi nổi luôn à. Thank you.
Cứu tôi với, cứu tôi với. Ok, thành không? Ok.